25, một sự hài hòa phép thuật mới. Vĩnh biệt nha, Bloom. Elas, em đã cứu chị. Hả? Sừng của em. Hả? Nó đang phát ra ánh sáng màu vàng. Nhờ hành động dũng cảm của em nên sức mạnh của em đã tăng lên thêm đó Elas. Người đã phá hủy cái bẫy của ta, nhưng chắc chắn ngươi không thể ngăn cơn mưa đá của ta lại đâu. Vô ích thôi Icy. Để rồi coi, nhận lấy. Ngọn lửa của ngựa một sừng. Ngọn sóng Andron. Coi chừng đó Tina, Stormy sắp tung ra sấm sét rồi đó. Trời chắn đi. Để ta coi các ngươi có thể bảo vệ mình khỏi trận cuồng phong này hay không. Ôi không. Phép thuật của Okula quá mạnh. Chúng ta phải đánh lạc hướng nó mới được. Mau tấn công chúng đi, Okula. Bùa mê Shiny. Tại sao ta không thấy đường vậy? Các người nên ở yên chỗ cũ đi. Nhóm Kid đã bị đánh bại rồi. Và bọn Win không để ý đến ta. Đây là lúc hoàn hảo nhất để trốn thoát thôi. Lâm, cái kén vàng đó đâu mất rồi? Mình không biết. Có thể mình đã làm rớt khi Icy đánh mình. Stella nhìn kìa, cái kén nở rồi. Bướm bướm vàng bắt đầu bay rồi kìa. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn mấy chị đã cứu em. Em đã ngủ một giấc quá dài quá lâu rồi. Thật không may là trong suốt giấc ngủ dài của em, phép thuật của Dương Quốc trở nên rất yếu. Nhưng giờ em sẽ đưa nó trở lại thời huy hoàng như cũ. Thật là tuyệt vời. Tất cả hoa trong thế giới tí hon đều đang nở rộ. Những bông hoa này đẹp thật đó. Không, bướm bướm vàng đã thức dậy. Và sức mạnh của nó, sức mạnh của nó đang chống lại chúng ta. Mọi chuyện đang tồi tệ hơn. Mình cần phải trốn khỏi đây thôi. Raphaelius đang chạy trốn kìa các bạn. Đau quá. Nhanh lên Elas, chúng ta phải bắt được hắn. Người sẽ phải đi theo bọn ta. Hả?
Tạm biệt. Ngươi nghĩ là ngươi đi đâu được hả, Rabbi Liut? Bọn này vẫn cần ngươi mà. Không, thả ta ra. Ôi không. Rabbi Liut đang chạy trốn khỏi mình đó, bực quá. Mặc kệ hắn đi, chúng ta sẽ tìm hắn. Chúng ta đã đánh thức được Bướm Bướm Vàng, đó mới là điều quan trọng. Nhờ vào việc làm của mấy chị nên thế giới Qua Tí Hon đã sống lại và mọi thứ đã trở lại như ngày xưa. Em phải làm sao để cảm ơn mấy chị đây? Trái tim Anfia đang trở nên rất yếu đó. Chỉ có ánh sáng của em mới mang lại năng lượng mới cho nó thôi. Ánh sáng của trái tim Atia trong trẻo hơn bao giờ hết. Và nó đang yếu dần đi. Và tất cả phép thuật của ngôi trường này đang yếu dần đi. Vậy thì em hứa với các chị, nó sẽ tỏa sáng trở lại. Và mãi mãi. Chúng ta có trở lại đúng lúc không vậy? Hay là lại lạc tới một thời điểm nào khác rồi? Ôi không, có lẽ chúng ta đã thất bại rồi. Hả? Trái tim Anthea vẫn không có chút ánh sáng nào. Bạn đã lầm rồi. Nhìn kìa, nhóm Trish đã làm nó suy yếu, nhưng mà bây giờ nó đã tỏa sáng hơn bao giờ hết. Nhờ trái tim này mà năng lượng phép thuật của toàn xứ Anthea sẽ được phục hồi rồi, có đúng không? Bạn có sao không? Mình không sao. Thật là nguy hiểm. Các em có ổn hay không? Dạ ổn thưa cô. Nhưng nhóm Trích đã đi đâu rồi? Mình không biết nữa. Tụi mình đang đấu với chúng, và suýt chút nữa thì chúng đã đánh bại tụi mình rồi. Phải. Và rồi chúng biến mất trong không khí. Nếu như chúng còn ở đây thì sẽ không thoát khỏi chúng ta đâu. Chúng ta đang đi vòng vòng, và thật không may không tìm được dấu vết của nhóm Trish nữa rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chắc chúng đã trốn rồi. Nhưng mà ở đâu được chứ? Lùi lại. Sự bao vây của gió. Chúng ta phải bảo vệ Anfia bằng mọi giá. Đi theo mình. Ra đòn đi phù thủy. Hả? Nhưng chúng biến đi đâu rồi? Ta ở phía sau ngươi đây. Ocula, tấn công đi. Lốc xoáy lửa. Thật là điên rồ. Các người sẽ không bao giờ thắng được bọn chúng đâu. Nhìn và học nè. Người không thắng nổi ta đâu, IC. Rosmai, ta cần ngươi giúp ta. Sức mạnh kết hợp của IC và Rosmai vô cùng quy lực. Mình không thể ngăn nó lại. Giờ ngươi thấy gì chưa? Daphne,
Em không sao, nhưng em không biết tụi em còn có thể chống cự được bao lâu nữa. Guigi, Palladium, canh gác ở ngay cổng vào đi. Chúng ta sẽ không để cho nhóm Trích bước vào trường dạ, học được. Còn cô, cảnh báo cho tất cả các sinh viên khác, chúng ta phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Dạ, cô hiệu trưởng. Cuối cùng thì các em cũng đã tới rồi. Alfia đang gặp nguy hiểm. Nhóm Trích đang tấn công chúng ta, các em đi đâu vậy chứ? Dạ, chuyện dài lắm thưa thầy. Nhưng thầy không phải lo nữa. Em dám chắc Alfia có thể chống lại sự tấn công lần này. Vì trường của chúng ta đã có sức mạnh phép thuật trở lại rồi. Bướm bướm vàng đã hứa là sẽ giúp cho chúng ta, cho nên chúng ta cần phải tin nó chứ. Có chuyện gì vậy Helena? Mấy con bướm này từ đâu ra vậy? Mình không biết nữa, nhưng phép thuật của chúng đang lan tỏa khắp ngôi trường này rồi. Nhờ sự giúp đỡ của bướm bướm vàng, trái tim của Alfia đang chống lại năng lượng phép thuật của phù thủy. Chúng đã lấy lại rào cản phép thuật rồi. Nó mạnh quá, chúng ta không thể chống lại nó được. Chúng ta đang bị chúng đẩy lùi đó. Nhiệm vụ của chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ ngôi trường lại được bảo vệ. Chị không muốn chúng ta lại bị đánh bại như vậy nữa. Chúng ta không thể để cái rào cản ngu ngốc đó ngăn cản chúng ta được. Đã đến lúc mình phải chuồn thôi. Ngươi sẽ trốn sau cái rào chắn mãi mãi sao hả Bloom? Ta nghĩ ngươi có đủ dũng khí đối mặt với bọn ta mà, đúng không? Bọn này đã đánh bại ngươi rồi Icy, và bọn này sẽ thắng lần nữa. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng đối mặt nhau trong một trận đấu khác thôi mà. Rồi ta sẽ cho ngươi thấy bên nào thực sự mạnh hơn. Chúng vẫn còn giữ phép thuật tối ưu. Hiện giờ cứ cho bọn chúng đi khỏi đây đi. Alfia đã an toàn rồi. Cái thú tiên đang tới kìa. Chúng chủ động tới với chúng ta. Xin chào các bạn của ta. Nhìn chúng chơi đùa vui chưa kìa. Chúng bình yên và hạnh phúc lắm, vì chúng không còn phải sợ bất kỳ ai nữa. Chúng cảm nhận được năng lượng tích cực đến từ Alfia. Năng lượng của bướm bướm vàng có thể liên kết với năng lượng của các thú tiên, cho nên đã đưa chúng tới đây. Phải, đó là lý do chúng cảm thấy nơi này như ở nhà. Ước mơ của em đã thành sự thật. Rosie, em nên tự hào về mình đi. Ở Alfia này, cuối cùng các thú tiên và các nàng tiên có thể sống cùng nhau một cách hòa thuận và bình yên rồi. Em có thể thấy chú chuột chuỗi nhỏ này rất gần gũi với Alfia, và đặc biệt là gần với cô hiệu trưởng Paragonda. Ta không thể tin được, đúng là em rồi. Ta không nghĩ là em sẽ trở lại, và em sẽ còn nhận ra ta. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Lúc chúng ta gặp nhau, ta chỉ là một cô gái thôi. Nhưng tinh túy phép thuật của cô vẫn như vậy, cô Paragonda. Không gì có thể chia cắt cô và nó nữa. Các em, chúng ta nên ăn mừng ngày hôm nay. Dạ phải. Được không? Tuyệt lắm.
Lên đường an toàn nha Timmy. Mình sẽ tới thăm bạn sớm Aisha à. Đừng lo lắng nha. Tụi mình sẽ chăm sóc toàn bộ thú tiên ở đây mà. Chúng đang ở một nơi không thể tốt hơn Flora. Sky, nhanh lên đi. Chúng ta đã sẵn sàng rồi. Mình tới đây, tới liền đây. Có gì mà vội vàng vậy? Thật là một ngày mệt mỏi. Mình nghĩ là mình cần phải ngủ ít nhất là một tuần. Ôi không, Cassandra, coi chừng đó. Ta tới đây không phải để đánh nhau, Wings. Ta đến để đề nghị hợp tác liên minh để chống lại một kẻ thù chung. Nhờ sức mạnh của ngươi Raphilius mà bọn ta cũng xoay sở tìm được thế giới ngầm rồi. Nơi này làm ta thấy lạnh cống từ trong ra ngoài. Im nào Raphilius. Ít ra thì các ngươi cũng phải bỏ bớt một lời nguyền và trả lại cho ta hình dáng ban đầu đi chứ. Ta chán ngấy mấy con bọ chén này lắm rồi. Chúng thật là ngứa ngay mà. Khi nào ngươi học được cách vâng lời của một con chó ngoan, có lẽ lúc đó chúng ta sẽ tắm cho ngươi. Im lặng đi. Những loài vật rất nguy hiểm đang trốn trong những hang đá này, và tốt hơn chúng ta không nên làm chúng để ý. Icy, hình như là em thấy có cái gì đó động đậy ở đằng sau hòn đá kia kìa. Em để mình sợ hãi quá dễ dàng như vậy sao hả Stormy? Đúng vậy, có những loài quái vật đang theo dõi chúng ta. Chúng ở khắp mọi nơi. Buông ta ra, một con quái vật khốn tu kìa. Đó là cái thứ gì vậy? Các người phải bảo vệ cho ta chứ. Im đi, đồ ngốc.
chính người rên rỉ này mới gây chú ý đó. Đừng để chúng tới gần ta nữa, làm ơn đi mà. Chúng ta mau ra khỏi đây đi mà. Đừng có mơ, bởi vì nơi này là nhà của nguồn phép thuật hoang dã và chúng ta phải hút lấy sức mạnh đó. Ta có đề nghị này cho các ngươi đây, Wings. Dù là đề nghị gì đi nữa, câu trả lời là không. Ta cần các ngươi giúp ta cứu Raphilius. Ta biết nó là kẻ ngốc, nhưng nó là đứa em duy nhất ta có. Và các ngươi sẽ được phép thuật tối ưu nó đang giữ. Và để cứu em trai của bà, chúng tôi phải ngăn nhóm Chis cùng với bà sao? Bà đã lừa chúng tôi rất nhiều lần, sao chúng tôi có thể tin bà được đây hả? Đó chính là vì ta và các ngươi đều có chung một mong muốn duy nhất, em trai của ta. Chỉ ta mới có thể dẫn các ngươi tới chỗ nhóm Triss. Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của sức mạnh Braphilius. Chúng tôi tin bà có được không? Hoàn toàn có thể. Dù gì thì ta cũng là tiên nữ giống như các ngươi mà. Chúng ta đang ở rất gần với nguồn phép thuật hoang dã, chỉ có thể cảm nhận được nó. Tên ngốc nghếch này sẽ làm cho các loài sinh vật thức dậy hết cho mà coi. Có vẻ như ngươi đã tìm thấy thứ gì đó rất thú vị. Các ngươi còn làm gì ở đó nữa? Tới gần hơn đi. Thu tiền của các ngươi đúng đó. Quên chuyện đó đi. Ngươi vừa nói cái gì hả? Ta đã từng hấp thụ sức mạnh hoang dã này một lần rồi, và ta cảm thấy rất hối tiếc, bởi vì phép thuật hoang dã rất khó điều khiển. Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu hả, Frostbite? Mau tới đây. Tất cả các ngươi tới đây mau lên. Hãy sẵn sàng. Phép thuật hoang dã sẽ biến chúng ta thành những phù thủy mạnh nhất.
Và không có gì có thể chống lại được chúng ta nữa. Hãy cảm nhận sức mạnh nguyên thủy của phép thuật quan giả. Tụi mình sẽ đi chung nha. Không phải lần này, Rosie à. Tụi mình quyết định sẽ chơi trò này với Tris. Và chúng ta sẽ chơi thật giỏi. Tụi mình sẽ thật cẩn thận. Tụi mình sẽ không trốn khỏi rắc rối đâu. Dù cho rắc rối luôn tìm tới chúng ta. Chúc các em may mắn. Whiz, Buster Blitz, Bloom, tiên nữ của ngọn lửa rồng, Milsa, tiên nữ của âm nhạc, Techna, tiên nữ của khoa học kỹ thuật, Flora, tiên nữ của thiên nhiên, Layla, tiên nữ của sóng biển, Bella, tiên nữ của ánh mặt trời. Wow, nơi này là đâu vậy? Hang động này chính là nơi tối tăm nhất và sâu nhất trong thế giới phép thuật. Chúng ta đang đi qua bóng tối của vực sâu. Nói một cách khác, cẩn thận với nơi mà các cậu đặt chân đó. Raphilius đâu rồi? Và cả nhóm Tris cũng như thú tiên của họ nữa. Em có ngửi ra được gì không, Amarok? Không chỉ có chúng ta, mà có rất nhiều sinh vật đang trốn trong bóng tối xung quanh đây. Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đó ở trong này. Chị Kansara. Đúng là một khung cảnh lãng mạn đó. Kassara, em rất vui khi lại được nhìn thấy chị đó. Đưa bàn chân hôi hám của em ra khỏi người chị ngay đi. Có nghe chưa hả? Bà ta nói bà ta quan tâm đến em mình mà. Sao rồi em trai? Đưa em ra khỏi đây đi. Chị làm ơn đưa em ra khỏi đây đi. Không nhanh như vậy đâu, Braphilius à. Nhóm Tris đang ở đâu hả? Người sẽ muốn tránh xa nơi này nếu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Là nguồn ánh sáng. Họ đã vào trong đó. Bình tĩnh đi, Raphilius. Nhóm Tris đâu rồi? Ở đây nè. Trước mặt các ngươi đây nè. Họ kết hợp với thú tiên của họ kìa. Và chị nghĩ rằng nhìn họ không thể nào xấu hơn được nữa. Người tính đi đâu hả, Braphilius? Chúng ta vẫn rất cần nguồn phép thuật vô song của ngươi đang giữ mà. Bọn ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Em cảm thấy quá mệt khi phải đùa giỡn với đám tiên nữ này rồi đó chị à. Nếu chúng ta cùng hợp sức tấn công thì sẽ tiêu diệt được bọn chúng. Các em à, chúng ta hãy tập trung và kết hợp tấn công. Cứ chạy hoài như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Chúng ta cần phải hợp sức lại để tấn công IC. Làm hay lắm, Lâm. Bắt đầu.
Tại sao lúc nào ta cũng không được hạ cánh một cách êm ái vậy hả? Nhìn coi ai ở đây nè, bộ em vẫn còn một mình sao? Chị Cassara, giờ mình đi thôi, trong khi không có ai chú ý tới hai chị em tụi mình. Tốt hơn hết là bà nên quay về chỗ bà đã tới đi Cassara. Nếu không có Braphilius thì ngươi phải đấu với ta. Rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu. Cứu em chị Cassara. Đây là anh bạn nhỏ của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Cẩn thận đó. Chúng ta không thể ở đây. Phải làm gì bây giờ? Nhóm Tris có được nguồn sức mạnh vô song. Và chúng ta là những người bảo vệ cho sức mạnh đó. Các cậu quên rồi sao? Chẳng lẽ cậu đang nghĩ tới câu thần chú vô song sao? Nhưng mà đó có nghĩa là các chị ấy không thể chống lại nổi nhóm Tris đâu. Vậy là chúng ta không thể ôm họ một lần cuối được sao? Đã đến lúc rồi các cậu à. Chuyện gì đây? Một màn trình diễn pháo hoa hay sao? Em im đi Daxi. Chị không thích điều đó đâu. Chuyện gì vậy? Đó là cái gì vậy? Ta chính là Thiên Nga vô cực đây. Những ai biết tôn trọng thiên nhiên thì không cần phải sợ ta hết. Nhưng còn những người không trọng thiên nhiên thì hãy chuẩn bị tan biến trong cái bóng của ta đi. Nhóm Tris chúng ta chính là những người cai trị thiên nhiên. Hãy cúi đầu trước chúng ta mong.
Giờ thì đến lúc các bạn rồi, Wings. Không! Hãy sử dụng hòn đá ký ức của chúng ta. Chúng ta sẽ nhốt Triss trong không gian vô định, ngoài dòng thời gian, nơi mà họ không còn là mối nguy hiểm nữa. Chúng ta cần 7 mảnh của hòn đá. Sức mạnh của những hòn đá, ta ra lệnh cho ngươi. Nè, đó là của ta mà. Em rất hạnh phúc vì bây giờ hai chị em chúng ta lại được đoàn tụ với nhau rồi. Em nên vui mừng đi, vì lần duy nhất trong đời em đã có ích như vậy. Không! Quay lại đây! Không ai có thể thao túng được hướng đi của thiên nhiên. Đó là lý do tại sao sức mạnh vô song cần phải được bảo vệ và có người canh giữ. Tất cả mọi thứ đã mất hết rồi. Ta cứ tưởng ta sẽ có nguồn sức mạnh quý giá nhất, không ngờ đã mất rồi. Tới đây đi chị gái, chị luôn có em ở bên cạnh mà. Quên đi đồ ngốc nghếch kia, chỗ của em là ở đây với những con quái vật vô dụng như em đó. Nhưng mà em tưởng chị quan tâm tới em chứ. Không có sinh vật nào vô dụng. Ai đó tốt hơn để dạy người cách tôn trọng đi. Lùi lại đám quái vật kia. Cảnh sát ra, bà ta nghĩ mình đã mất hết tất cả, nhưng bà ta không nhận ra bà ta còn một thứ quan trọng nhất. Một người rất thương bà ta. Có điều gì đó thay đổi trái tim của Raphilius. Sự tham lam của hắn ta giờ đây đã được thay thế bằng sự thanh thản. Có lẽ chính vì ở nơi này đã khiến cho hắn ta nhận ra được ý nghĩa của việc yêu thương động vật. Nhờ có các bạn, nguồn sức mạnh vô song đã được an toàn. Bây giờ tôi sẽ bảo vệ nó theo như mong ước mà thiên nhiên mong muốn. Nhiệm vụ của tôi và các bạn đã kết thúc. Gặp được các anh chị là điều hạnh phúc nhất đối với tụi em. Hả? Không một ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được những cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc và tuyệt vời. Chúng ta đã là bạn. Chúng ta đã là một nhóm. Nhờ các chị, tụi em đã hiểu được điều tuyệt vời đó. Phải.
và tụi em cũng có thể hiểu được. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất trong vũ trụ cũng vô cùng quan trọng trong việc cân bằng cả thế giới này. Cười lên Wings. Chúng ta sẽ vẫn luôn luôn bên nhau trong trái tim chúng ta. Xin thiệt đó. Wow, hôm nay vui thiệt đó. Thật là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Thiên nhiên luôn luôn cho chúng ta những bài học tuyệt vời. Cô nói rất đúng thưa cô hiệu trưởng. Chúng ta phải luôn tôn trọng mọi sinh vật, không quan trọng chúng ta lớn hay nhỏ bé, xinh đẹp hay xấu xí. Ngay cả những sinh vật nhỏ nhất cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong vận mệnh của toàn thế giới này. Good.